khác. Theo số liệu của Hiệp hội Lương thực VFA, xuất khẩu gạo năm 2012 ước đạt gần 7,5 triệu tấn. Với mức xuất khẩu trên thì Việt Nam đã lập kỷ lục mới về lượng gạo xuất khẩu. Tuy nhiên, mặc dù vượt hơn về sản lượng nhưng giá trị xuất khẩu gạo lần này lại mang về thấp hơn nhiều so với năm 2011. Nghịch lý này khiến chuyên gia lo ngại cho tương lai phát triển bền vững của ngành lúa gạo Việt Nam. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA, kết thúc năm 2012, xuất khẩu gạo cả nước ước đạt 7,5 triệu tấn, giá trị đạt 3,4 triệu đô la Mỹ, tăng 5,3% về lượng nhưng lại giảm gần 3% về giá trị so với cùng kỳ do giá giảm. Ông Trương Thanh Phong, Chủ tịch VFA cho biết, trong năm 2012, nguồn cung gạo toàn cầu khá dồi dào, do các nước xuất khẩu gạo đều được mùa, thị trường xuất khẩu có thêm sự tham gia của nhiều nước như Ấn Độ, Campuchia, Myanmar đã kéo giá giảm xuống. Giá gạo xuất khẩu trung bình của Việt Nam năm nay đạt 445,6 đô la Mỹ một tấn, giảm 43 đô la một tấn so với cùng kỳ. Đầu năm 2012, xuất khẩu gạo Việt Nam gặp nhiều khó khăn do nhu cầu nhập khẩu từ các thị trường chủ lực giảm. Tuy nhiên, từ quý 2, tình hình xuất khẩu có dấu hiệu tốt lên. Đến cuối quý 3, Việt Nam đã vươn lên trở thành nước dẫn đầu về xuất khẩu gạo và được dự báo nhiều khả năng sẽ trở thành nước xuất khẩu gạo dẫn đầu thế giới trong năm nay. Tuy nhiên, Ấn Độ với chính sách bán gạo giá rẻ và lợi thế địa lý gần với thị trường Trung Âu đã tăng mạnh lượng xuất khẩu để vượt qua Thái Lan và Việt Nam, trở thành nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới vào phút chót. Mặc dù xuất khẩu gạo của Việt Nam có thời điểm đã dẫn đầu, nhưng theo các chuyên gia, việc dẫn đầu này không mang tính bền vững, bởi nó có được là do những thuận lợi khách quan. Do cái chính sách thu mua gạo nội địa giá cao của chính phủ để mà Thái Lan để nhằm giúp đỡ cho người dân của nông dân của Thái Lan, cho nên nó mới gây khó khăn cho cái việc cái kinh doanh xuất khẩu gạo của Thái Lan, nhờ đó mà mình mới vươn lên. Nó vẫn còn có những đe dọa nếu mà mình không biết lợi dụng tốt cái cơ hội này để mà xây dựng cái thương hiệu của mình. Vấn đề là làm sao mà chúng ta thu được lợi nhuận nhiều hơn trong cái ngành xuất khẩu gạo của mình. Năm 2012, lượng gạo cao cấp xuất khẩu của Việt Nam tăng lên đáng kể, chiếm tỷ trọng gần 60%. Tuy nhiên, sự gia tăng này không mang về giá trị kim ngạch cao hơn do giá bán thấp. Xét cùng một loại gạo cao cấp là 5% tấm, giá xuất khẩu của Thái Lan vẫn cao hơn Việt Nam gần 14% và 30% so với Ấn Độ. Giá gạo trắng 5% tấm của Thái Lan có mức giá 570 đô la một tấn, trong khi đó gạo của Ấn Độ là 460 đô la một tấn và của Việt Nam là 490 đô la một tấn. Do đó, xét về giá trị, Thái Lan hiện vẫn là nước dẫn đầu thế giới về xuất khẩu gạo. Theo các chuyên gia, năm 2012, lượng gạo xuất khẩu của Thái Lan có thể đứng sau Việt Nam, nhưng nông dân của họ được hưởng lợi từ chính sách trợ giá. Việt Nam dù có vươn lên về sản lượng, nhưng giá thu mua lúa thấp hơn năm trước thì cũng không giúp cho nông dân cải thiện thu nhập. Tế cho thấy, trong năm qua, mặc dù lượng xuất khẩu gạo tăng nhưng giá lúa trong nước vẫn thấp, chỉ từ 5.200 đồng một ký với lúa hạt dài. Nhiều nơi, sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận của nông dân giảm từ 15 cho đến 20% so với năm ngoái. Theo các chuyên gia, trong bối cảnh nguồn cung Thái Lan thiếu hụt do doanh nghiệp Thái khó cạnh tranh về giá, nếu có chất lượng tốt, gạo Việt Nam hoàn toàn có thể có được mức giá cao hơn. Gạo mà lưu thông trên thị trường thế giới thì hàng năm nó khoảng chừng 30 triệu cho tới 35 triệu tấn gạo thôi. Và như vậy thì Thái Lan họ giảm cái mức xuất của họ xuống thì nó có cái khoảng hụt hẫng nhất định. Nếu mà cũng có tăng cường được cái chất lượng gạo mình rồi, sẵn cái cơ hội này mình xây dựng cái tên tuổi, cái thương hiệu cho gạo Việt Nam nữa, thì cái giá cả mình bán ra trên thị trường thế giới nó sẽ tốt hơn. Và có như thế thì nông dân của mình sẽ được lợi nhiều hơn. Cũng theo các chuyên gia, nếu không thể cạnh tranh với Thái Lan, Ấn Độ ở phân khúc cao cấp, với giống lúa thơm đặc thù, Việt Nam có thể xây dựng thương hiệu cho một số giống lúa gạo thơm nổi tiếng, đặc trưng của vùng đồng bằng sông Cửu Long như gạo Nàng Thơm Chợ Đào, gạo Jasmine v.v. Muốn xây dựng thương hiệu riêng cho lúa gạo Việt Nam, nhất thiết doanh nghiệp xuất khẩu phải thay đổi cách làm theo kiểu ăn xổi ở thì như hiện nay. Tức doanh nghiệp phải xây dựng được cho mình các vùng nguyên liệu ổn định, chất lượng cao, thay vì chỉ đứng ra làm đầu mối thu gom gạo nhiều phẩm chất từ nhiều giống khác nhau để xuất khẩu. Muốn phát triển bền vững thì anh phải xây dựng được cái thương hiệu riêng cho cái doanh nghiệp của mình, mà muốn vậy đó thì phải có cái vùng nguyên liệu ổn định, sản lượng và cái chất lượng hàng hóa, cái thành phẩm gạo thành phẩm của mình nó phải ổn định. Người ta mua lô này hoặc là mua năm nay á, thì rồi năm tới lô này với lô khác nó cũng phải giống hệt nhau, thì có như vậy mới xây dựng thương hiệu được.
Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang thí điểm phát triển mô hình cánh đồng mẫu lớn. Theo các chuyên gia, đây là hướng đi đúng đắn để xây dựng thương hiệu lúa gạo cho Việt Nam. Nếu các doanh nghiệp xuất khẩu sắn tay vào cùng với nông dân thực hiện mô hình này, thì xuất khẩu gạo Việt Nam mới có thể tạo dựng được thương hiệu, nâng cao giá bán, từ đó cải thiện đời sống cho nông dân.